Kính đề nghị là các khán giả chúng ta trật tự để hai trọng tài chúng ta tập trung và dễ nghe. Và theo sự thống nhất của trọng tài, chúng ta quy định là ít nhất phải 3 đuôi. Đề nghị các vận động viên chúng ta lưu ý và quá trình thi đấu là tay chúng ta phải ngửa. À, xin mời trọng tài Huấn ạ. Trọng tài Bế Đình Huấn ở đâu nhỉ? Xin quý vị cho một tràng vỗ tay ạ. Chúc mừng cho trận thi đấu chung kết và trận thi đấu cuối cùng của buổi tối hôm nay. Hiện nay các đồng chí trọng tài đang làm hướng dẫn cũng như là thông qua quy định cách đánh thi đấu giữa hai vận động viên trong trận chung kết này. Là một phút nữa đi, một ly nữa thôi, lên đây một ly thôi. Đúng rồi, cố lên, cố lên. Vâng, như vậy là các vận động viên hiện nay đang trao nhau chén nước ngọt để cho giọng ngọt hơn một tí nữa. Như vậy là hiệp đấu đầu tiên chúng ta chuẩn bị từ bắt đầu. Ba thùng là phải uống 3 ly đấy. Có lẽ là tôi thấy vận động viên Vương đã úp tay. Vậy là tỷ số đã sẵn bằng. Mấy vận động viên được hai quen rồi. Rất xuất sắc, rất về tiểu số cân bằng hai que. Đây là trận thi đấu chung kết, đây là nước thứ hai. Cố lên, 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 cố l
viên Hà Thái Sơn tạm dẫn trước 1-0. Nào chồng mình lại với nó say xuân ngày. Đây xứng đáng là trận thi đấu chung kết. Các vận động viên là tranh giật nhau từng que. Đấy là giải nhất của và cuối cùng là vận động viên Hà đã giành chiến thắng ở hiệp đấu thứ nhất này. Hiệp đấu thứ hai chuẩn bị được bắt đầu. Sau đòn tâm lý với vật pha bắt tay rất hiệu quả của vận động viên Dương. Như vậy là vận động viên Hà đã dẫn lại. Kết thúc thắng nghiêng về vận động viên Hà của đơn vị Xã Thái Sơn. Xin chúc mừng vận động viên Hà đơn vị Xã Thái Sơn. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai vào lúc 20:05. Giải đấu nội dung đơn nam này là Thái Sơn, giải nhì vận động viên Dương Quân Sự, đồng giải ba vận động viên Diêm trung tâm y tế huyện và vận động viên Ngoan đơn vị Yên Thổ.